Một bài này tiếng phổ. Rồi Kim Phục cho ý kiến xem. Bây giờ chúng ta có tọa độ x, y. Chúng ta biến hình thành gì? Biến sao đây? Súng 6 tức nghĩa là y chúng ta giảm hay là tăng? Dễ dàng. Là trừ mấy? Trừ 6. Trừ 6. Còn cái x thì sao? Trừ 9. Rồi, trừ 9. Bây giờ chúng ta thấy là cái chúng ta xem cái này là x phải đúng không? Cái này là y phải đúng không, Phòng? Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy x trừ 9 bằng x phải. Vậy thì mình suy ra x là bằng gì? Bằng x phải cộng mấy? Cộng 9. X phải cộng 9. Và y thì là bằng gì? Y phải cộng 6. Y phải cộng 6. Mà chúng ta nhớ là cái tọa độ x y này nó thuộc cái nào? Thuộc đồ thị của cái hàm này đúng không? Đúng không Phạm? Giờ thế vào xem. X này chúng ta thay bằng cái gì? Đọc lên Phạm, nhanh lên. Dạ. Không, cái x cơ mà. X là bằng gì? X phải cộng 9. À, x phải cộng 9. Còn cái y? Cái y chúng ta thay bằng cái gì? Y phải cộng 6. À, vậy chúng ta tìm ra được y phải là bằng gì? Y phải bằng x gì? Phải cộng 9 trừ 6. Rồi, cộng 9 trừ 6. Mà chúng ta thấy cái x phải và y phải nó thuộc cái gì? Thuộc, có phải là thuộc đồ thị của một cái hàm mà gỡ không? Hàm mới đó. Đúng không? Vậy thì chúng ta xác định được cái gx nó là bằng cái gì? Có phải là cái này không? Đúng không? Bây giờ chúng ta không quan tâm là ký hiệu phải gì nữa, thì chúng ta tổng quát lên thì nó chính là y bằng, đọc cái gì? Đọc lên Phụng. Y bằng chỉ đối của cộng cộng gì? Cộng 9 trừ trừ mấy? Cộng 9. Cộng 9 trừ mấy? Trừ mấy đây? Không nghe gì hết. Trừ 6 nha. Rồi vậy nó là câu nào Phụng? Phụng. Dạ câu A. Rồi câu A. Đó, chúng ta cứ sử dụng phép biến hình thì chúng ta biết tọa độ mới nó là x phải. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được cái x theo x phải và y theo y phải. Thì x y này nó thuộc cái hàm số người ta cho là y bằng chữ x. Thì chúng ta tìm ra được cái quan hệ hàm của cái điểm ảnh x phải y phải tính là cái đồ thị mới đấy. Thì chúng ta rút ra được cái câu A. Rồi. Rồi thầy hỏi lại lần nữa. Bạn nào hiểu cái phép biến hình để thay đổi hàm số này giơ tay thầy. Cái này nó rất là mới đối với các bạn. Nó gọi là dịch chuyển hàm. Bạn khác thì sao? Trọng Tín, Xuân Sơn, Kim Bảo không thấy phản hồi. Bạn Kim Bảo có tham gia trả lời được không? Kim Bảo. Dạ con nghĩ là được. Rồi. Rồi Kim Bảo cho thầy biết. Bây giờ người ta cho chúng ta hàm F và hàm G thì nó hỏi là dịch chuyển như thế nào để nó thẳng này. Bây giờ chúng ta có tọa độ XY. Nếu nó biến hình thành cái x phải và biến thành cái y phải
thì cái x phẩy nó sẽ phải là bằng cái gì? Nếu mà chúng ta dịch chuyển không biết qua trái qua phải thì chúng ta cộng cho cái gì? Chỉ cộng đối cho của... cộng cho a và cộng cho gì? Cộng cho b. Vậy là chúng ta sẽ có x phẩy bằng x cộng cho gì? Cho a. Và y phẩy bằng y cộng cho b. Nếu a nó dương tức nghĩa là chúng ta dịch chuyển qua phải, a nó âm chúng ta dịch chuyển qua đâu? Trái. Qua trái. B cũng tương tự như vậy. Vậy thì chúng ta thấy cái quan hệ điểm ảnh nó là như vậy. Rồi bây giờ, bạn Kim Bảo so sánh cho thầy là cái nó dịch chuyển như thế nào để chúng ta thấy là nó có quan hệ ở đây. Con nghĩ là sang phải 2 ô. Qua phải 2 ô. Lý do? Dạ do con thấy x nó cộng 2. Bây giờ chúng ta thấy là fx thì nó bằng chỉ số của x khi chúng ta thay x y này vào. Còn cái x phải y phải chúng ta thay vào đây thì nó thành gì? Thành gì? Thay vào đi Kim Bảo. Chúng ta thay xuống giống như lúc nãy bạn Kim Phụng làm đó. Kim Phụng làm sao? Thay x bằng gì? Thay x là bằng x phải x. Trừ gì? Trừ a đúng không? Dạ. Yeah. Thay x bằng x phải trừ a. Còn cái y thì bằng gì? Cái này gọi là y này. Y là bằng gì? Y phẩy. Y phẩy cộng b. Dạ. Yeah. Y phẩy trừ b cộng b. Y phẩy trừ b. X phẩy trừ a. Bây giờ cái y phẩy thì nó bằng cái gì? Y phải bằng gì đây? X phải trừ a cộng b. Xem kỹ cái hàm fx này xem. Hàm fx là bằng cái này. Đúng không? Chúng ta thay bằng x phải vào đây. Cái chỗ này chúng ta thay bằng bằng coi như là y thì bằng y phải. Bây giờ chúng ta sẽ được cái chúng ta tìm cái y phải đây. Rút ra y phải bằng gì Bảo? Bằng gì? Dạ chỉ tuyệt đối của trừ a b. Cộng b. Cộng b. Bây giờ chúng ta bỏ cái phải đi, chúng ta xem nó chỉ là y và x thôi. Tại vì ký hiệu không còn quan trọng nữa. Rồi, bây giờ chúng ta so sánh cái phép biến hình của chúng ta. Nó sẽ trở thành cái hàm này. So với cái người ta cho sẵn là cái này. Thì chúng ta thấy là cái A nó bằng mấy? A nó phải bằng mấy thì nó sẽ giống cái này? Xem coi. Trừ A phải bằng cái gì đây? Dạ trừ a phải bằng a là bằng gì đây? Nếu chúng ta xem là trừ a nó phải bằng 2 đúng không? Dạ. Và b nó bằng mấy? Chỗ này cộng 0 này, vậy là b bằng mấy? B bằng 0. B bằng 0. Nếu mà trừ a bằng 2 thì chúng ta thấy là a nó sẽ bằng mấy? Dạ trừ 2. Trừ 2. Còn b là bằng 0. Rồi. Vậy là chúng ta đã biết được cái hệ số dịch chuyển của nó chưa? Vậy chọn thì sao? Qua trái 2 ô. Chúng ta thấy cái hàm G này có được là do chúng ta dịch chuyển hàm x. Hàm x. Qua trái, qua phải. Dạ, qua trái. Qua trái.
Chúng ta có dịch chuyển lên xuống không? B bằng 0 có dịch chuyển lên xuống không? Dạ không. Không. Vậy là qua trái mấy đơn vị? Dạ 2. 2 đơn vị. Rồi thầy khảo sát tiếp. Bạn nào nắm được cái bài của bạn Kim Bảo và đồng ý các bạn Kim Bảo giơ tay. Chúng ta có tọa độ xy nằm trên hàm F. Chúng ta không biết là nó trên space như thế nào. Chúng ta chỉ biết là chúng ta cộng thêm A và cộng thêm B. Vậy thì chúng ta sẽ biến hình nó theo giống như lúc nãy bạn Phụng làm. Chúng ta thế vào. Thì chúng ta ra được cái hàm y phẩy đi theo x phẩy. Y phẩy theo x phẩy có nghĩa là chúng ta tìm được cái x phẩy phẩy nó thuộc cái hàm g đấy. Thì chúng ta tìm ra được cái quan hệ, cái hàm của nó là trị đối của x trừ a cộng cho b. Chúng ta đối chiếu với cái hàm người ta cho sẵn thì chúng ta sẽ suy ra được là nó sẽ dịch chuyển như thế nào. Xuân Sơn và Phúc Thận, thầy không thấy phản hồi, có đồng ý với Kim Bảo không? Chắc chắn là cái nó rất là mới với các bạn nên nó hơi khó, bởi vì hôm trước các bạn học cái bài về hình học của chỗ thầy Phong dạy đấy, có thể các bạn chưa rõ nên các bạn sẽ thấy khó khăn. Thầy muốn các bạn là học để hiểu cái phép biến hình này, chứ còn nếu mà chúng ta làm mắn thì chúng ta có thể chấm cái tọa độ này để chúng ta thử vô cái hàm nào là đúng. Chúng ta có thể làm như vậy, nhưng mà chúng ta làm như vậy chúng ta không có hiểu được phép biến hình, nên các bạn vẫn phải sử dụng phép biến hình để các bạn giải những bài này. Thầy không thấy bạn Khánh Đoan. Thầy mời bạn Phúc Thịnh cho thầy ý kiến. Dạ thầy. Rồi bây giờ người ta nói dịch chuyển trên cái đồ thị hàm F, bây giờ chúng ta thành cái hàm G thì nó dịch chuyển sao? Tức dạ. Y biến thành cái gì? Dạ x y thì mình phải chuyển thành cái hàm x phẩy nó thành gì đây? X phẩy nó bằng 3. Sao? 3 trừ 1. Biết điểm nằm đây, nó dịch chuyển qua đây là dịch chuyển qua mấy đơn vị? Dịch chuyển qua 3 đơn vị. Tức nghĩa là cái x chúng ta cộng mấy đơn vị? 3. 3 đơn vị. Còn y phải là bằng gì? Phải là trừ 1. Y trừ 1. Rồi, chúng ta sẽ tìm ra được x là bằng x phải trừ mấy? X sẽ bằng x phải trừ 3. Rồi. Y thì sẽ bằng gì? Y phải cộng 1. Y phải cộng 1. Tọa độ này nó thuộc cái nào? Thuộc hàm nào? Tọa độ này thuộc cái hàm Fx. Vậy thì chúng ta thay vào. Thay vào đi. Cái Fx này nó chính là cái Y đấy đúng không? Vậy chúng ta thay bằng gì đấy? Dạ, bằng y phải cộng 1. Cộng 1 bằng cả bằng trị đối của x. Trị đối của x mà x đây là bằng gì? Dạ là x phải trừ 3. X phải trừ 3. Vậy thì chúng ta tìm ra y phải là bằng mấy? Dạ mình sẽ tìm ra được là x phải trừ 3 trừ 1 trừ 1 tất cả trừ 1. Dạ, trừ... Lúc này chúng ta không, chúng ta đưa nó về tổng quát là x y thì chúng ta ra được y bằng x trừ 3 trừ 3 tiếp trừ 1. Vậy chọn hàm nào? Hàm nào? Mình chọn hàm x trừ 3. Là mình chọn cái câu B. Rồi câu B. Rồi thầy khảo sát tiếp. Bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Phúc Thuận giơ tay. Xuân Sơn, Đào Hiếu, Nhật Minh. Rồi, tương tự cái bài khác nha các bạn. Các bạn làm cho thầy. Đấy là dịch chuyển cái giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ scale nó. Thì
chúng ta cũng dựa vào cái về tính tiến vừa rồi thì chúng ta tính tiếp. Lúc nãy là chúng ta biến hình theo kiểu tính tiến, còn bây giờ là theo đối xứng reflect, hoặc là chúng ta scale là chúng ta dilation đấy, phóng to thu nhỏ. Rồi thầy mời bạn Đào Hiếu cho thầy ý kiến bài này. Người ta hỏi cái hàm này mà nó sẽ được scale theo cái gì? Bao nhiêu đấy? Tỷ lệ 1/3. 1/3 nghĩa là sao? Tức là nó sẽ Biến thành ít phẩy, y phẩy thế nào? Nhân cho 1/3. Chúng ta 1/3 x nhân gì? Nhân x. Y phẩy là bằng gì? 1/3 x. Vậy. 1/3 y chứ. 1/3 y. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta tìm ra được x là bằng mấy? X sẽ bằng 3 x phẩy. 3 lần x phẩy. Và y là bằng y phẩy. Y phẩy. Và tổ x y này nó thuộc cái gì? Thấy vào đây. Thế vào cho thầy. Y là thay bằng mấy y phẩy? Y sẽ bằng là 3 y phẩy. Và bằng với căn. Còn x thì bằng gì? 3 x phẩy. 3 x phẩy. Rồi thầy đơn giản 3 đi được không? Dạ được. Chưa bà. Vậy thầy thầy sẽ ra được y bằng mấy x? Bằng x. Đúng không? Đó đúng rồi. Chúng ta nhớ ở đây nó nói theo cái gì? Scale vertically. Vậy thì chúng ta thấy cái hàm nào là đúng đây? Đồ thị của y bằng chỉ số của x là nó sẽ thu nhỏ theo chiều nào? Chiều đứng. Chiều đứng. Bây giờ thầy thử vẽ cái hàm này ra nha. Y bằng trị đối của x. Đây. X dương như vậy. X âm nó vậy. Đây là cái đồ thị của nó này. Nếu mà chúng ta thu nó lại theo vertical thì chúng ta thu sao? Dựa trên hình này thu sao? Hiểu? Đờ, con nghĩ là nó sẽ cái giá trị của y nó sẽ ngắn hơn 1/ x này, y này. Nó kêu là scale theo chiều đứng thôi. Theo chiều đứng, scale chiều đứng là mình scale cái y hay là scale cái x? Y. Nếu mà nó chỉ nói vertical thôi thì chỗ này là có khả năng là chúng ta chỉ scale cái y thôi, là theo đứng thôi chứ chúng ta không có scale chụp x nữa. Tại vì nó chỉ nói đứng thôi. Nếu mà đứng thì cái x nó không thay đổi. Phải vậy không? Dạ đúng rồi. Thay đổi. Mình bóp cho chiều đứng thôi. Vậy thì cái x nó không thay đổi, vậy chúng ta bỏ này đi. Phải vậy không? Giống nhau nè. Vậy thì cuối cùng nó là 1/ mấy? 1/3. Vậy chọn cái nào? C. C. Rồi. Có bạn nào có ý kiến khác không? Bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Đào Hiếu giơ tay thầy xem. Ai đồng ý giơ tay? Chúng ta phải xem coi là nó co giãn theo cái nào. Nếu mà nó là phóng to thu nhỏ toàn bộ thì chúng ta thay đổi cả cái x và cái y. Nhưng mà chỗ này nó kêu là chỉ có thay đổi ở cái y thôi, tức là theo trục đứng đấy, vertical. Vậy thì theo bạn là nó chỉ thay đổi cái y. Đúng chưa? Vậy là chúng ta chỉ có một cái vertical thôi. Mời bạn Kiến Minh. Kiến Minh. Dạ. Bây giờ theo Kiến Minh thì quan sát thử coi là
Người ta cho cái hàm fx là chia đôi x là này. Bây giờ nó đã scale thành cái hàm g. Vậy thì chúng ta xem coi cái hàm g nó là cái hàm nào ở dưới này. Ví dụ cái điểm nó nằm đây, bây giờ nó biến thành cái điểm này. Thì chúng ta thấy là x có thay đổi không? X có thay đổi không? Dạ không. Không. Mà cái y thì nó thay đổi. Y ở đây mà nó biến thành cái y phẩy này thì nó quan hệ như thế nào? Mình cái tọa độ y phẩy bằng tọa độ y chúng ta nhân cho mấy? Nhân mấy? Dạ có thể là 3 đi. Mình nhân mấy thì nó sẽ về về đây. Hay là nó cộng thêm như thế nào? Nó cộng để tìm cho dễ đấy, để tìm cho dễ. Thì chúng ta giả sử cái này là nó là nhân cho k đi đúng không? Nhân cho k. Mà y phẩy trong này người ta cho là mấy? Trừ. Trừ 2. Trừ 2. Cái y đây là bằng mấy? 3. 3. Nhân cho k. Vậy suy ra chúng ta ra k bằng mấy? Trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3. Vậy chúng ta tìm ra được cái hệ số hệ số biến hình chưa? Rồi. Rồi, nếu mà bằng trừ 2 phần 3 thì bây giờ chúng ta xem như thế nào. Chúng ta thay ngược vào đây. Chúng ta sẽ có y phẩy là bằng y nhân cho trừ 2 phần 3. Rồi, bây giờ thầy xóa này đi nhá. Chúng ta dựa trên cái giá trị đặc biệt của đồ thị để chúng ta biết được là nó biến hình bao nhiêu. Nếu chúng ta chưa biết thì chúng ta gọi nó là k để chúng ta đi tìm xác định được cái k. Rồi, giờ chúng ta thấy là cái ít phẩy thì nó giống như là ít thôi, hoàn toàn ít nó không thay đổi, ít phải bằng ít. Giờ chúng ta suy ra được y là bằng gì? Đọc bên y bằng gì? Y bằng y phẩy trừ chia trừ 2 phần 3. À, tức là y phẩy nhân cho trừ 3 phần 2 đúng không? Rồi x bằng x phẩy, rồi biết lại. Bây giờ chúng ta cũng tiếp tục thế vào đây thôi. Chúng ta thấy cái fx này chính là y đấy. Vậy thế vào. Đọc, thế vào. Thay y bằng gì? Thay y bằng y phẩy nhân trừ 3 phần 2. Trừ 3 phần 2 bằng ít thay bằng gì? Tuyệt đối, chỉ tuyệt đối y. Đâu, chỉ tuyệt đối của ít phẩy á. Chúng ta thay ít bằng ít phẩy vào. Rồi chúng ta suy ra y phẩy bằng gì? Trừ y bằng trừ 2 phần gì? 2 phần 3 nhân dễ. Nhân chỉ đối của ít phẩy. Bây giờ chúng ta có thể bỏ cái gì? Bỏ cái phẩy này đi. Vậy chúng ta xác định được nó là cái hàm nào? Câu nào? Dạ, câu B. À, câu B. Rồi, bạn nào đồng ý với bạn Kiến Minh giơ tay? Bạn nào đồng ý? Tín. Trọng Tín đâu? Học hành không phản hồi là sao? Học hành không phản hồi thì đuổi đây nhé. Học hành nhất nhé. Rồi.
Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn dựa trên phép biến hình và chúng ta đi tính. Tôi gọi không thấy phản hồi thì tôi cho đi ra. Giữ im lặng đi vào trong kia để tôi dạy học. Rồi thầy mời bạn kế tiếp. Mời bạn Kim Phụng. Tiếp tục Kim Phụng. Kim Phụng. Yeah. Rồi bây giờ người ta cho mình cái đồ thị y bằng cái này. Bây giờ chúng ta biến hình theo chiều thẳng đứng. Theo tỷ lệ là bao nhiêu? Chiều 6. Vậy là cái x phải nó bằng mấy lần cái x? Nó có thay đổi không? À, 6. X phải bằng gì? Bằng x luôn. À, bằng x. Còn y phải thì bằng gì? Y phải bằng 6y. 6y, đúng không? Vậy thì rốt cuộc chúng ta suy ra được x là bằng x phải. Còn y thì bằng một phần 1/6 y phải. 1/6. Rồi tọa độ x y này thuộc cái hàm này thì chúng ta thay vào. Chúng ta thay vào đây. Thì chúng ta thay y bằng bao mấy? Đọc đi. Nhanh lên Phụng. Y bằng gì? Chúng ta thay y bằng cái gì vào đây? Thay vào phương trình đấy. Không nghe gì hết Phụng ơi. 1/6. Y phải. Y phải bằng x phải. X phải. Rồi chúng ta tìm y phải được bằng mấy? Y phải bằng gì? Y phải bằng 6y. Gì 6y? À, y phải bằng 6 x phải. Thiếu cái gì? Thiếu gì đây? Được. À. Rồi chúng ta có quyền bỏ cái ký hiệu đi tại vì lúc này nó là hàm rồi. Đúng không? Thì ghi x phẩy, y phẩy hay gì nó cũng không quan trọng nữa. Thì chúng ta ra được 6 chữ đố của x. Vậy thì chúng ta thấy đây chính là cái hàm mới sau khi chúng ta đã scale vertically nó theo gấp 6 lần thì chúng ta ra cái này. Rồi chọn câu nào? Chọn câu nào, Phong? Yeah, câu B. Câu B. Chúng ta làm quen phép biến hình này từ từ là các bạn sẽ ra ngay. Thầy mời bạn Xuân Sơn. Xuân Sơn. Rồi. Cái điểm này nó biến thành cái điểm này chẳng hạn. Thì x thay đổi không? X không ạ. X phải bằng x. Còn y phải thì bằng gì? Bằng đấy là số bằng -8/2. Thì chúng ta có thể nhẩm là y phải thì nó sẽ bằng cái giá trị y. Chúng ta scale theo hệ số k là chúng ta nhân cho k. Mà chúng ta thử cái điểm y phải, chúng ta thử ở đây nó là -8. Đúng không? Vâng ạ. Cái vâng. Mấy là 2 nhân cho k. Vậy chúng ta suy ra được k là bằng mấy? Là bằng -4. Và là 2 nhân -4 nó là -8 này. Vậy thì cái y phải nó sẽ bằng y nhân cho -4. Đó. Vậy thì chúng ta suy ra được cái x là bằng x phải. Còn y là bằng gì? Đọc. Y là bằng 1/4 nhân y phải ạ. Y phải. Đây thay vào. Thay vào cái hàm này. Nhớ fx chính là cái y đấy. Vâng. Rồi thay vào. Đọc đi. Trừ -1/4 y phải
sẽ bằng với cả x chia cho đối. Vâng. X phải ạ. X phải. Vậy suy ra y phải là bằng gì? Y phải là bằng âm 4 x phải ạ. Chia cho đối của x phải. Rồi bây giờ chúng ta xem và chúng ta chọn hàm nào. Hàm nào đây? Chữ 4 lần. Hàm số B ạ. À, hàm số B. Ha? Chúng ta làm vài câu là chúng ta sẽ quen, chúng ta quen ngay, quen cái phương thức chúng ta thế vào để chúng ta đi tìm cái hàm mới của chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy là mấy cái hàm này nó chỉ khác nhau cái cách biến hình thôi. Cái phương thức là chúng ta thấy nó giống nhau. Vậy thì chúng ta phải dựa vào từng cái loại biến hình để chúng ta xử lý nó. Rồi sang một cái hàm nữa. Rồi thôi, tạm thời thầy cho các bạn ra chơi nha các bạn.